Quý vị thân mến, mọi người trên thế gian đều khác nhau, mỗi người một tính cách, một khuôn mặt. Nhưng tất cả bậc làm cha mẹ trên đời đều có một điểm chung, đó là hy sinh cho con vô điều kiện. Sau đây là 5 mẩu chuyện ngắn về tình cha, tình mẹ, cảm động lòng người. Kính mời quý vị cùng đón nghe. Câu chuyện thứ nhất, một cô gái trẻ yêu một chàng trai nhưng không được cha đồng ý nên cô đã bỏ nhà đi và kết hôn. Sau đó, chàng trai phụ bạc và hai người ly hôn. Cha cô vì vậy mà không nhìn con gái. Cô gái giờ đây đã có một đứa con nhỏ, cuộc sống rất khó khăn nhưng lại không dám trở về để xin cha tha thứ. Người mẹ thương con, khuyên con nhân lúc cha ra ngoài tản bộ thì dắt cháu về nhà ăn cơm. Vậy là hàng ngày, cứ đến giờ cha đi bộ, cô gái lại dẫn con về nhà mẹ đẻ. Một ngày nọ, trời mưa lớn, cô gái không kịp về nhà. Khi ngớt mưa, cô vội dắt con ra về, vô tình lại gặp cha ở trong sân. Người cha bỗng bối rối: lần sau về nhà, không cần phải lén lén nút nút nữa, hại ta mưa to cũng phải đi ra ngoài. Dù con từng làm sai điều gì, khiến cha nóng giận ra sao, tất cả đều không quan trọng bằng tình yêu thương cha dành cho con. Thực ra, trong lòng cha đã tha thứ cho con từ lâu. Câu chuyện thứ hai, có một anh chàng sinh viên đại học nghiện game online, suốt ngày chìm đắm trong Internet. Một đêm, cậu đang vượt tường ký túc xá trốn ra ngoài để đi chơi, nhưng mới trèo được một nửa thì vội vã rút chân lại, sắc mặt rất kỳ lạ. Cậu không nói không rằng, quay trở lại phòng, nằm trằn trọc suốt đêm. Về sau, cậu ta bắt đầu chăm chỉ học hành, không bao giờ chơi game online nữa. Các bạn học không hiểu chuyện gì đang xảy ra, còn tưởng rằng hôm đó cậu ta gặp ma. Sau này, cậu tốt nghiệp đại học với số điểm cao nhất khóa, nhận được học bổng du học nước ngoài. Lúc này, bạn bè mới hỏi chuyện trước kia, vì sao cậu thay đổi chóng mặt như vậy? Anh bạn trầm ngâm hồi lâu rồi nghẹn ngào nói: ngày hôm đó, cha đến đưa tiền sinh hoạt phí cho tôi. Ông không nỡ qua đêm tại khách sạn, nên ngồi ở chân tường đợi tôi cả một đêm. Tất cả những gì cha mẹ làm đều là vì con cái. Hy vọng tất cả những đứa con trên đời đều thấu hiểu được sự vất vả của cha mẹ. Câu chuyện thứ ba, người con thấy cha tự nhuộm tóc ở nhà, liền trêu đùa: cha, cha đã hơn 60 tuổi rồi, còn nhuộm tóc gì nữa? Những người bằng tuổi cha, tóc trắng đã đầy đầu, cha muốn mình trẻ trung hơn người sao? Người cha ôn tồn nói: ngày mai cha sẽ về quê thăm bà. Cha nhuộm tóc đen để bà của con thấy sẽ nghĩ rằng cha còn trẻ và bà vẫn chưa già. Có lẽ phải đến khi có con cái, chúng ta mới hiểu hết được tấm lòng cha mẹ. Dù thế sự xoay vần, vạn vật đổi thay, cha mẹ vẫn là người mà chúng ta cần quan tâm, chăm sóc cả đời. Câu chuyện thứ tư, trong làng có một tiền bối tính tình rất trẻ con và hiếu động. Ông đã gần 70 tuổi rồi, nhưng lại rất thích chơi với lũ trẻ trong làng như bạn bè. Một lần, ông cùng đứa trẻ khoảng 5-6 tuổi chơi bắn bi trên mặt đất, hò hét ầm ĩ. Chuyện đến tai mẹ ông, bà cụ mang roi ra định đánh. Thấy vậy, ông vùng dậy té chạy. Cuối cùng bị bà cụ bắt kịp, ông ngoan ngoãn khép nép chịu đòn. Sau đó, ông cười lớn rồi nũng nịu để mẹ bớt giận: nếu không phải con sợ mẹ bị ngã, thì còn lâu mẹ mới bắt kịp được con. Nên mẹ đừng giận nữa nhé. Cho dù bao nhiêu tuổi, mẹ luôn là sự hiện diện ấm áp nhất trong đời. Câu chuyện thứ năm, hai cha con tâm sự với nhau. Người cha nói: con trai, con thấy cha có khỏe không? Con đáp lời: khỏe lắm ạ. Con thấy công phu Thiếu Lâm lợi hại không? Rất lợi hại luôn cha ạ. Nếu như cha cạo đầu luyện công phu Thiếu Lâm thì sao nhỉ? Rất tốt cha ạ. Ngày mai người cha đi ra tiệm cắt tóc cạo chọc đầu. Con trai thấy vậy vui vẻ nói: cha cố lên, nhất định cha sẽ luyện thành cao thủ võ lâm. Mấy ngày sau, con trai đã phải đưa ông vào viện hóa trị chữa ung thư. Đôi khi chúng ta đều biết về sự thật, nhưng đều muốn vờ như không biết, bởi lẽ sự thật quá
nghiệt ngã, còn ta chỉ muốn đối diện thật bình thản mà thôi. Gửi tất cả những đứa con trên đời, dù bạn là ai, đang ở vị trí nào trong xã hội, hãy nhớ đối xử thật tốt với cha mẹ của mình. Hãy đặt mình vào vị trí của cha mẹ để cảm thông, chia sẻ, bởi ngày nào đó bạn rồi cũng sẽ có con. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm lắng nghe và đăng ký kênh. Mến chúc quý vị có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng sau mỗi ngày làm việc bận rộn. Hãy để lại bình luận của quý vị ở bên dưới để giúp chúng tôi thực hiện chương trình tốt hơn. Khánh Linh xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.